Ây da. Ây da. Trời. Gì vậy anh? Chị tao ăn. Ơi còn chết rồi, chết rồi Ngọc ơi. Anh. Anh ơi. Chạy tiếp đi anh tiếp. À, để. Đây, để cho em, Không sao. Từ từ. Nó từ đâu vậy đem coi coi đây. Lỗ mũi, trong lỗ mũi. Đây, đâu vậy? Đây, anh đây. Tiếng này rửa mặt đây. Có mặt quá. Chào chào tất cả mọi người. Thì cả nhà ơi, thì hiện giờ Lộc với Phúc đang có mặt ở ngôi nhà của ông thầy bùa. Thì mấy ngày trước đây đó, thì Lộc có Phúc và Phúc có nói là sẽ trở lại. Thì ở những video trước anh em mình đến đây thì có gặp người đàn ông. Mà người đàn ông này dường như là từ trước đến nay anh em mình không biết được đó là cái người đó là từ đâu xuất hiện. Và những lần trước anh em mình có hỏi là chú này là ai ơi, ai đó ngoài đó, như là anh em mình nhìn không rõ, không biết là người hay là như thế nào, cho nên anh em mình hỏi. Cái lúc đó anh em có hỏi là nó ai gì đó mà không có cái tiếng cha đáp lại. Tại cái sự việc mà anh em mình khi mà gặp thì sẽ hỏi để biết cái vấn đề gì. Có nhiều anh chị nói tại sao mà đã biết đó là ma. Cái đó mà anh hỏi. Em mình cũng chưa, anh em mình chưa biết. Đã nó chưa chắc là ma hay là người mà anh em mình mới hỏi, bởi vì mình hỏi. Thì anh em mình hôm trước đến đó, thì cái video đó thì khi mà anh em mình vào thì cũng như lần trước anh em mình thấy cái người đàn ông treo cổ, phải không ta? Không biết phải đàn ông mông nữa, mình nghĩ là đàn ông giống thầy bùa, giống thôi, giống thầy bùa. Tại vì từ đó giờ cái khuôn mặt của ông thầy bùa anh em mình không, chưa biết được, chưa có gặp luôn. Có cái khuôn mặt của một, mình nghĩ đây là con quỷ hay như thế nào đó, sao mà cái máy anh không lấy nét được đó. Ok. Cái khuôn mặt mà hởm nguyên cái người đàn ông đó anh, mà nó giống như nó bị sình, giống như bị trương lên anh, sình lên giống như là cái dạng giống như là cái người đã bị chết lâu rồi, sình. Nó trắng bệt nè. Đúng rồi. Trắng bệt nè. Kỳ lắm những mặt khuôn mặt đó. Mà anh nhìn như không có chồng. Thường là cái camera quay đêm của anh em mình á, khi mà những cái gì mà có cái chồng sẽ thấy rõ. Ý là camera quay đêm khi mà cái chồng mắt của mình nó sẽ bị dội lại. Ừ. Nó nhưng mà cái đó không có anh. Camera quay đêm không thấy nghe, không thấy chồng. Đúng rồi. Nhưng mà không phải là cái ở đây anh em mình nói ra, không phải là nhiều video anh em mình có quay là những cái nơi mà cũng có thấy được giống như cái chồng mắt vậy. Nhưng mà ở đây thì không có luôn, mình không biết đó là gì. Thứ hai nữa là khi anh em mình vào thì thấy rồi là cái người này ngậm cổ cốc. Cổ cốc nhưng phải ếch, em bắt đầu em tưởng ếch đúng không? Lúc đầu em tưởng ếch mà nhìn lại, nói chung mình lên trên chảnh rồi mới biết nữa là con cốc. Con cốc ngậm con ốc trên miệng, trong miệng. Đúng rồi. Mà khi mà con cốc nó giống như bị, gọi sao ta? Nó bị liệt hay sao, hay là nó bị do bị người... có bầu. Đúng rồi. Hay là người cái gì đó mà làm cho con cốc không đi được. Ở đây làm cho Lộc nhớ là cái sự việc mà vấn đề mà ngày xưa mấy cái đoàn hát ưa mà đi hát rồi xít thôi cả nhà. Thì ưa xít cái vụ mà chặt cái đầu rồi hát mười hai câu cổ gì đó. Thì cái người nghĩa là những ông thầy bùa lũ ban. Nếu mà những người mà người ta chả ác á, ta đến đó người ta làm bùa vô con cốc, người ta giấu con cốc là gắn cái đầu nó không được. Đến khi nào mà tìm được con cốc, hoặc là có nghĩa là cầu xin người ta, người ta mới thả ra, lúc đó mới gáp lại cái đầu. Nhưng mà cái đầu khi mà để nghĩa ra khỏi cơ thể lâu thì gáp lại gáp không được. Ngày xưa thì người ta gọi là cháu bùa, nhưng mà bây giờ đa số là bằng xảo thuật thôi, có nghĩa là qua mắt mình thôi. Nhưng ngày xưa là bùa, là có nghĩa là khi mà cái đầu á người ta chặt ra là để trên một cái mâm, một cái dĩa, không có cái dụng gì gọi là để cho cái cơ thể núp, nghĩa để trên cái dĩa bưng, chỉ có cái dĩa thôi cả nhà. Ngày xưa nha, còn bây giờ đa số họ
thường thường cơ thể nó chẳng dính trong đầu, nhưng mà nghe là mà cả nhà coi những cái ảo thuật á thì sẽ có những người giải mã ảo thuật là khi mà cái gà thấy, có nghĩa là có người cái thân chẳng còn mà nằm lên thay cái cơ thể của người khác nữa, cái nghĩa là hai người. Còn ngày xưa thì người Việt Nam mình nó sử dụng bùa, tại vì ông bà mình kể lại nói rất là nhiều, và người ta nói là đó là bùa chứ không phải là như bây giờ. Thì đây con cóc mình đang nhận định là giống như là con cóc là mình thấy không phải là ăn. Nếu mà ăn con cóc đó thì con cóc nó đã cái chảy máu rồi, đúng rồi. Mà con cóc cả nhà biết rồi, con cóc nếu mà mình ngậm vô miệng chắc bỏ cái miệng luôn, nó mủ nó ra chắc mình như con cóc cái nương đó, cái nương thì nhớt không, mà còn con cóc mà khi mà anh đụng là thấy giống như gì đó, ra nước thì ghê lắm. Nhìn nói chung là nó gọi là nó chiết ra một cái loại mà chắc giống như là nó phòng vệ đó, mủ của nó cả nhà, có nghĩa khi mà mình tiếp xúc với trực tiếp trên da đồ nó gây lở. Còn nếu mà mình ăn vào cơ thể thì gây những cơ thể tử vong, cái da con cóc nó cũng rất là nguy hiểm. Nghe nhiều bên chị nói là tại sao mà khi mà em anh đến biết là có hiện tượng đó rồi thì tại sao mà không phòng bị. Anh em mình đã đến đây thì nói chung là đâu có biết trước là chuyện gì xảy ra, thì biết cái nơi này giờ là nghĩa là nhưng mà đâu biết đó. Là nó xảy ra chuyện gì, và nó nói chung là những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng mà tâm linh anh em mình đang tìm hiểu nó thì nó xuất hiện thì đó, chứ anh em mình đâu có biết trước là nó bị gì đâu mà anh em mình phòng bị. Thì lọc phút anh em mình sẽ hôm nay sẽ gắn trở lại và nói chung là sẽ tìm hiểu rõ hơn và để xem coi cái người treo cổ này là nam hay nữ, mình ráng cố gắng thử một lần nữa cả nhà. Thứ hai nữa là cái người đàn ông mà có gương mặt chắc lạ đó, anh em mình cũng muốn biết rõ đây là người này như thế nào. Thứ ba nữa, mình đặc sự là cũng rất là lâu rồi mình muốn có nghĩa là gặp cô gái, vì lâu lắm rồi không đúng có rồi. Được gặp lại cô gái. Nhưng mà ở cái bữa mà anh em mình ngồi thì nghe cái tiếng dưới cái hố nước nhỏ, nghe tiếng nước động giống như có một người ai đó ở đó dọc nước hay là rửa chân gì đó. Ngày xưa thì cái việc mà bị ma nhát, vấn đề mà nghe tiếng động, tiếng rửa giò hoặc là quét nhà đồ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ ít rồi. Ngày xưa ấy rất là nhiều cả nhà, hầu như là giảm rất ít. Thì Lộc mới đặt ra một vấn đề, đây là có khi nào cái vong của người nữ này hiện giờ có thể ở trong cái lỗ nước đây không, tại có những cái âm thanh đúng rồi, hoặc là bị ông thầy bùa ông cho xuống dưới đó, sợ hãi điều gì trốn. Cái đó mình cũng không biết rõ, cho nên là hiện giờ anh em mình đang nghĩ có những cái điều mà phân vân hiểu vậy đó, chứ mình đang tìm hiểu nữa đó. Anh em mình sẽ gắng cố gắng và trở lại và sẽ tìm hiểu nó rõ hơn. Cái quan trọng bữa nay anh em mình đến là thứ nhất là tìm hiểu về cái vong hồn treo cổ nè, và cái thứ hai là cái người đàn ông mà xuất hiện gần đây. Đúng rồi, mình không biết là đó là người quỷ rồi, hay là ông này bùa hay là gì đó. Trở lại là quan trọng hai vấn đề đó đó. Tại cả nhà còn nhớ một cái lần mà Phúc, cái con quỷ nó giả cái Phúc. Giả cái Phúc mà nghĩa là muốn giống như nó muốn cho cái clip mà khi mà trong ngôi nhà em bước ra, anh nhớ không? Thì khi mà em về em ở bên bụi tre, ở bên bụi tầm dọc á, cái bên là có một là em. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái cửa là một người bước ra đây em nữa, nhưng mà cái khuôn mặt nó anh nhìn nói chung là nhìn xa nó biết, nhưng nó tối thui. Em mới vô bự lại, em nói là khuôn mặt thì nó rất là khác luôn, nó khác. Lại tối thui, không có thấy được mà. Lại như thế này, nó không có hồn. Thì bây giờ cả nhà giờ cùng Lộc với Phúc trở lại và xem hôm nay anh em mình sẽ tìm hiểu được những gì. Yêu quý anh em mình thì đừng quên ủng hộ anh em mình bằng cách like và share video giúp mình. Bây giờ anh em mình cùng đi nhé. Okay. Anh em mình đi vô trong cả nhà. Lộc hôm nay Lộc có cái mic cho nên nói chuyện chắc là rõ hơn ngày thường. Yeah. Hôm đó anh em mình thấy ngoài này nè, anh nhớ không? Đi ngang đây qua đây nè, còn mắt nè. Đúng rồi. Trong nhà. Đi từ ngoài vô nè, đứng ngay đây nè, rồi xong đi. Nói chung nhìn giống một người sống vậy đó, cho nên anh em mình mới hỏi, ai vậy?
có gì nha. À, em có cửa kìa, có cửa kìa. Thế thế bắt bắn. Bắn bánh không? À đây đây cúng hả ta? Bánh kẹo luôn. Bánh men thường thường cúng cho con. Với kẹo đổ hết đây. À đây đây cúng ta. À đây đây cúng. Cái hồ này hôm trước anh em mình lỗ nè. Anh em mình nghe cái tiếng giống như ai dọc nước vậy. Anh em mình ý định hôm nay anh em mình có thể là tối á, có thể đặt thử camera ở đây, chỗ này xem có điều gì không. Giờ lên nhà. Lên nhà đâu hay sao em? Yeah. Đi lên luôn nè. Có gì nè. Cái vong mà anh em mình thường á cầu ngay chỗ này á diễn lên từ cái xà ngang này nè cộng xuống đây, nhưng mà gì em đâu mà không thấy đâu. Đâu có gió đâu đúng không? Nó lại thì hôm nay anh em mình vô lại nhưng mà không được. Đúng không? Có khi nào anh em mình đến đây sớm quá không? Hai bên luôn á, đúng không? Anh đây cũng đây luôn đấy rồi, ngay cái nóc nhà này nữa. Những lần trước mà mình đến đó, thì cái ở trên đây nè, khi mà anh em mình á cầu, thì có một cái vong, cái bóng thòng thì rớt xuống khiến người kêu cổ. Nhưng ở đây á, thì anh em mình không biết á, là cái bên này á, là nam hay nữ, là cô gái hay là cái thứ gì đó, đúng rồi. Nói chung là anh em mình thấy nữa là hai lần đều là một cái con giống cái hình dáng như thầy bùa đầu cổ, thì giống như không thấy được gương mặt, không thấy được gương mặt lại không thấy được. Từ trên cái xà ngang, cái kèo lần trước nữa thì khi ngồi đây cầu là hai lần là bị cái bóng tay rất là to cố tình đè xuống cái lỗ đó, và một lần nữa thì bóp cổ lọc, là hai lần. Không, lần trước là bóp cổ làm sao mà đúng rồi, đúng rồi. À, em bước xuống dưới coi cái gì dưới mà nó kẹt kẹt hoài.
cái ngọn hai bên vách kia nha. Rột rẹt hai bên vách. Bên vách này dưới bên đây luôn à. Mà khi mình ra mình xuống thì mình không thấy gì hết. Không. Còn lần trước nữa, một lần nữa nè anh em mà thấy cái bóng người đàn ông đi từ đây qua bên đó rồi mắt mà cái người đó thì giống thầy bùa lắm. Còn cái hồ này anh em mình chắc chắn là tối nay sẽ xác định sẽ trở lại và coi thử cái ở dưới cái hồ này có cái vấn đề gì không. Mà tối đến đó anh em nghe tiếng giọt nước hoặc là cái tiếng giống như ai gửi giò ở đây, mình không có biết rằng là có thể nào là cô gái, có thể cái bông cô gái đã bị trắng nhiễm mà nhốt dưới này hay không. Mà nếu có thể thì anh em mình thử tìm cách để xem như thế nào nha cả nhà. Chắc có thể tối anh em mình sẽ trở lại, chứ giờ này cũng còn sáng quá, anh em nghĩ chắc giờ này anh em cũng không quay được gì đâu. Bây giờ anh em mình đi tối trở lại đi, chứ giờ này anh nghĩ chắc không có cái gì để đi. Đúng rồi. Ok, tối đưa lại đi. Anh em mình đi nha cả nhà, ra ngoài. Anh em mình đi vô tranh thủ vô sớm hơn cả nhà. Anh em mình định tối một chút nữa đỡ lại, nhưng mà anh em mình có nhiều dự tính cho nên là bắt buộc phải đi sớm hơn chút. Tại sợ không kịp, khuya rồi anh em mình sợ có sự việc này nọ xảy ra thì nó cũng nên. Lâu lắm rồi anh em không qua đó đút nhang ta. Có gì không? Em. Rõ ràng nó tối chút xíu thế nào. Vô. Sáu giờ. Dưới. Ok. Có gì không? Có gì bên trong không? Có gì không? Ở đây cái ổ con gì này có con bưởi chuột bờ mà anh em mình thấy đó nè. Anh em mình hằng đứng trên hằng đứng dưới mà không thấy điều gì hết. Anh em mình vô sớm mà giờ này cũng sụp tối cả nhà, tại vì Lộc định á là tối chút nữa, nhưng mà Lộc sợ anh em mình tại có nhiều, hôm nay có nhiều dự định là sẽ cầu tất cả những cái chỗ mà anh em mình mấy, cho nên hôm nay chắc là anh em ở đây đến khuya, cho nên em vào sớm chút xíu cả nhà. Pha được không? Để đó nha. Phải người đàn ông phải không em? Đi phút tại nào máy cái này vậy? Máy đọc vào bị phút cả nhà. Lỏng anh ơi, lỏng anh ơi. Đúng không anh? Nhìn đúng ra cả nhà sao quá sao?
Mình sẽ cố định cái máy để cho cả nhà nhìn rõ coi cả nhà đó coi. Con mắt hình như một cái nhìn qua đúng không? Có cần đi xuống không mày? Hay là anh cầm máy à? Ê. Ừ. Mình bớt đèn một cái đèn đây. Anh để cái đèn nha. Ok. Nè. Anh vô đi, anh vô đi. Để em đứng đây anh vô đi. Ngoài có gì không em? Mắt à? Ê, mình nhìn ra tới ngoài luôn rồi, cả nhà không thấy nữa nè. Nhóc á. Đúng này cắm được. Ok anh ơi. Tiếng chim ở hướng đó luôn em. Tiếng chim á. Em cầm cái mặt. Bắn cửa vậy? Không, 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 không. Cửa này tự đóng cửa là được. Cái người ở đây là anh em mình chưa bao giờ biết được là đây là thầy bùa hay người đàn ông. Có cái tiếng giống như bức trăng này cả nhà. Đây là cái nhà mùa nô đấy, cái kẻ đá kìa đó. Anh muốn thấy sao quá. Anh cầm máy đi xuống dưới luôn nha. Xuống đây bị hút kìa cả nhà, không thấy rõ. Lộc mới nghe điện thoại cả nhà thông cảm cho anh em mình. Tại có một cái ông anh điện rồi nghĩa là muốn đi theo anh em mình có nói vậy, anh em có thể sắp xếp anh em mình chọn sẽ cho đi theo. Cái gì vậy anh em? Lộc xuống Lộc định ra đó mà không thấy gì hết. Để Lộc lao camera ăn cái nha. Dưới này thì không có gì hết. Sao? Để anh lên chỉnh lại cái. Ôi. Giờ này xuống xuống này. Hơi lạnh.
cái gì. Hồi nãy chú nói nhìn nó thấy vô gàng mà xuống giống như nó đi khuất vô cục đá, không thấy rõ nữa cả nhà. Đây mình để một cái đèn của quốc thôi. Để cái máy xuống. Anh đi. Ok. Em ở đây nha. Ok ok ok. Mở kìa. Ôi 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 ôi. Ôi. Ủa đâu mở tắt hay hay? Còn không? Còn. Còn. Tức quá sao anh ra ngoài không được nè. Anh em mà vừa bước xuống ra xíu là ông đó biến mất á. Người đàn ông đó cả nhà. Anh hay là cũng hết cốt lên luôn. Chưa mùi cái này là như lúc đang nhìn về phía anh em mình anh hơi. Ừ. Đúng không? À, hình như ông này giống cái chán rồi như cái gì giống chợt vậy. Đúng mày. Chợt chợt. Không. Đúng không? Nó tự tự gì đó. Em mẹ, em máy anh đi xuống dưới thử đi. Anh để máy luôn. Anh để máy đây nè. Nè nè. Này để em sơm rồi anh tự đi dưới chặt. Tao mắc rồi. Không đèn, không có máy đèn. Ừ. Ok ok ok. Ở nhà nè nha. Đi đi bị có cái được. Chả chích bánh xíu rồi. Đi cả nhà. Đâu rồi? Đây nè em biết cái gì. Đây nè cả nhà. Nhà cũng trong cái chè nghe. Nó thấy không? Không? Thấy mà anh nếu anh sơm anh vậy anh không thấy anh à. Đi xuống đi, đi xuống đi. Rồi. Lâu ơi, lâu ơi. Anh Tiêu ơi. Ủa anh đi chỗ nào mà không thấy anh luôn vậy? Bên đây nè, anh đi vòng quá. Thấy gì? Lên luôn không? Lên không? Yeah. Kìa. Kìa.
nằm dưới luôn á. Rồi hiện giờ là anh em mình muốn biết nhất là cái người đó mà không có ra ngoài được. Vô đốt ít nhang mà đốt dạy nhang trước nha, nhang mà không còn lư em cầm mày. Ủa, nhang để đâu vậy? Rồi để ba lô dưới này. Ta nhà bây giờ quên em, quên em. Ở bên dắt cái ba lô em đốt nhang cái lọc lấy mỗi một cái bàn thờ vậy là 3 cây nha anh em, mình đốt 6 cây ha. Đúng rồi, 6 cây hay sao? 6 cây anh, một bên 3 cây xương xuống. Thôi lạnh nè, lạnh lạnh. Rồi đây, 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 đây. Rồi. Vô. Cái nhà cái đi. Được không? Còn nói không? Cái hương gãy chị xéo gì hướng đó, khoan để anh gầm lại cái rồi anh thấy không, anh gầm gầm cái cọp là anh không cướp được chị ta lắm bự quá. Cả nhà, ba cái hương gãy chỉ về một hướng anh thấy không, ba hương gãy đứng về bên đây thì nó chỉ về cái hướng này nè. Nó mà chỉ về cái hướng mà sẽ thấy vậy đây nè. Hướng anh em mình ngồi cầu hôm trước á, đúng không? Là có cái điều gì? À, quên rồi. Anh em không thấy gì nữa. Anh bữa nay anh tính sao? Không. Gì anh? Ủa không phải. Trước tiên có thể thì anh em mình cầu ngay chỗ này nè. Ngay chỗ cũ là tự hiểm tính là cầu chỗ đó.
trên nóc nhà đúng không? Có người đang ngồi chán, ngồi đó, ngồi nhúng trên nóc nhà. Mày không biết ở đây là anh em mình đang nhìn ba ghê hơn mà. Anh em nói nhất là ba cái nhang nhất kìa, ba cái. Ba cái nhang, ba cái nhang chính giữa bằng thờ bạc nè. Nhất nhà. Ra coi thử không? Nghe tiếng đi. Nghe tiếng đi. Xuống luôn. Sao có nghe không em? Cái gì mà sao á? Thật sự mình muốn tiếp cận cái người dưới này nè. Em này cái nè. Anh từ từ ra nha. Có gì hết cho nha. Không thấy gì hết á. Tối xíu nay anh em mình cầu cái hộ luôn. Lên cầu luôn. Cũ luôn anh. Cũ. Tại vì cái nhà hôm nay á thì lúc đầu anh em có nói hai cái đến đây rồi là sẽ tìm hiểu về cái vong là treo cổ. Không, anh em mình thì đúng rồi. Một là cầu ở đây, hai là cầu ngay cửa, và ba sẽ là cầu ở cái hồ đó. Cái đó cái mà kêu cái hồ mà cái màu giống như một cái giếng trời, cái giếng kêu một giếng trời đi. Nghĩa là cái giếng này là chắc là nghệ độc nghĩ là sao anh em đang nói mà có nghĩa là cầu ba chỗ nha. Rồi anh em cầu ba nơi đó, là một là ở đây, hai là cái cửa luôn, thứ ba là cái giếng. Sao cái giếng chợ á? Giếng chợ á. Giờ trước tiên anh em mình sẽ cầu ngay đây để xem cái em có nhớ hôm trước lên thấy con quỷ nó ngậm một cốc luôn. Nhưng hôm nay hầu như là mình nghĩ giống giống lắm, nhưng mà nó ngoài
tiếng như những cái người tiếng đàn ông nói chuyện chu xì 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 buồn rã lắm nha anh, đúng rồi đông lắm mà rút thằng rút mạnh đi vô ngoài á trong kia làm nghe thôi. Chỉ nếu mình có rất là nhiều người cái diện xấu xạo xấu xạo coi này lâu gặp không lâu gặp quá sao nghe cái tiếng gì vậy nữa anh lắng nghe này cả nhà nghe tiếng giống như có nhiều cái tiếng người đàn ông nói chuyện với nhau xù xì 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 á nhìn nghe rong rong dữ lắm hoài luôn á đúng rồi tiếng đi tiếng này càng ngày càng lớn luôn tiếng người nói chuyện càng ngày càng đông lắm luôn á giống như có nhiều bức tiên đi xung quanh anh em mình đi vòng vòng trong nhà được nhiều lắm chứ không phải là ít thì đi vòng vòng xung quanh mà nghe nhiều tiếng người nói chuyện thôi vô cầu cầu hay sao về cái nhà ở đây mình sẽ tắt đèn vậy anh bớt đèn lên sáng quá nó sáng quá nó chá cái máy nó thành ngâu trắng nhất em mình sẽ đặt máy vào cầu ở trên chỗ này luôn vậy mình đầu máy chích ra đây đi chích ra đây được không đây ở đây phải mà anh em đặt được máy trực diện này hay quá đúng không không được giờ anh em mình tự hạ đèn luôn coi 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 ở đây có gì không em hạ đèn luôn coi mở đèn cái đèn đi. Không 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 mình mở đem mở cho đèn mở cho mở một cái đèn nhỏ hết cốt luôn rồi ok cái góc buồng này là cái tối gì chị đi nha ok cái góc buồng này lần nào em đến cũng tôi có được gì nghe không góc này là góc lần nào em đến cũng thấy nha cả nhà sao giờ đang cầu nữa sao khoan khoan anh ơi anh đứng yên mà đứng yên thấy không sao anh thấy không sao nó sao vậy anh nó đó sao vậy anh là lẳng luôn hay sao nó đi lẳng luôn anh cũng biết nữa cái nhà xem trong cửa ra ờ rồi thôi được rồi nó thụt vô gió tiêu luôn cái người đàn ông nãy giờ phía trước á đúng rồi lại trong nhà bây giờ xuất hiện trong nhà nè xuất hiện nhà thì đứng đầu đúng không sao anh định sao đúng rồi anh định sao nè đặt đồ cầu luôn anh sao đồ cầu đúng không đâu cầu bây giờ anh đây kì rồi đây rồi vô lại nữa. Quái quái trời. Đi cắm không ạ? À?
Anh vô coi có gì không anh vô. Có gì không? Bây giờ kệ đi. Giờ này mình cầu đi. Cầu ngay chỗ này lại đi. Ok, cái nào đợi anh em một xíu. Anh em mình đặt máy. Đặt máy hả? Để để em lấy một đồ cho anh em. Lấy đồ cho em. Anh em mình sẽ cầu y lên chỗ cũ cả nha. Có cần lấy đèn sáng quá không? Dạ, à. Sáng quá. Đi em đi vô luôn đi. Ok. Đây cũ luôn ha. Ngay giờ máy vọng ngay cho. Ok ok. Thường thường thì tại sao không phải là anh em tiết kiệm dễ dụ bánh trái thì nói chung là tiền mua bánh trái mua bát đèn cày nhạc này nó cũng vô đó à, mình em mình không muốn cúng thôi tại vì cúng rồi xong rồi trà là phí quá. Tiếng gì đó không? Chứ gì người ai nói chuyện ngày càng là nhiều lắm. Tiếng ai nói chuyện hết rồi. Cái này đi bạn nè. Vậy, tiếng xa lắm. Âm thanh xung quanh nhà và khi nghe anh em mình nghe rất rõ, nhiều tiếng nhiều người nói chuyện xì xào xào, nhưng mà mình biết camera có nghe được có.
cái gì đó giống như show anh với cái gì. Nghe tiếng đi vòng vòng rất là nhiều phải không? Đúng không? Giống như có cái tiếng gì đó. Nghe đây nè. Mình thấy đèn cài nó tắt hết trơn rồi. Mà không biết điều gì nữa. Nó đốt lại. Không biết nãy lúc mà Lộc ngồi đây nè, có cái gì đó xô mình đó. Em ngoài nghe tiếng bước đi. Anh cũng nghe tiếng đi nhiều lắm. Vô đây anh nè. Ok. Không phải vô thì đèn cậy mà tắt hết. Mình nghe tiếng đi rất là đau hay nhiều. Cho nên em mình quyết định là đây cho máy đi miếng thử. Lúc rồi đốt quay cho tiền cho rồi. Tiếng bước đi lớn lắm đi. Nghe tiếng giọng 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 nhà mà. Tiếng nói chuyện của cô gã đông lắm. Mà không biết trong máy có nghe rõ không? À, như anh em mình không thấy luôn. Trời. Gì anh? Trời ơi, còn chết rồi Lộc ơi. Anh ơi. Chết rồi. Để em xếp. Để cho em, Không sao, từ. Hóa từ đâu vậy em cô coi? Xong có mũi. Đây đâu rồi. Đi rửa mặt đi, có mặt quá. Đây, ba, để em đỡ, em đỡ được. Đi. Tắt ngay điện đi của mặt. Đi. Cái nhà. Chết rồi. Cứ gửi đi. Cái nhà đó.